Xin chào các bạn, hôm nay bạn trẻ TV sẽ giới thiệu với các bạn về lợn, những thực tế đáng ngạc nhiên về loài lợn. Xuất tinh đến 30 phút một lần, chỉ thích ăn cỏ cây, ưa sạch sẽ, thông minh đó là những điều khiến bạn ngạc nhiên về con vật mà trước đó ai cũng nghĩ chúng là thứ xấu xí. Bẩn thỉu và thích ăn tạp. Lợn là con vật quen thuộc bởi từ lâu nó đã là vật nuôi gia súc của con người từ hàng nghìn năm trước. Nếu được mô tả về một con lợn chắc hẳn nhiều người sẽ mô tả chúng như một con vật ngu độn, bẩn thỉu, ăn tạp và lười biếng. Nhưng có lẽ trước khi chê trách những thứ xấu xí của chúng như vậy thì bạn cần phải biết rằng tất cả những tập tính đó đều là do con người chúng ta biến đổi trong quá trình thuần hóa lợn rừng mà thành. Khi trở thành một động vật được chăn nuôi lấy thịt, chúng được vỗ béo bằng nhiều loại thức ăn hơn. Điều này khiến chúng từ động vật ăn cây cỏ là chủ yếu trở nên ăn tạp nhiều hơn. Nhốt trong chuồng trại chật hẹp cũng khiến chúng trở nên lười biếng và bẩn thỉu khi ngủ và thậm chí ăn cả phân của mình. Thực tế trong đời sống hoang dã, lợn rừng không ngủ và sống trên đống phân. Chúng cũng không thích ăn phân mà ăn cây cỏ là chủ yếu. Chúng có dầm mình trong bùn nhưng lý do là bởi đó là cách tránh nóng hữu hiệu. Nếu chê lợn là loài ăn uống mất vệ sinh, bạn có thể đến sở thú Basel của Thụy Sĩ để mục sở thị những con lợn rừng ăn uống vệ sinh nhất thế giới. Người ta đem đến cho chúng những lát táo dính đầy cát. Thay vì ăn ngay, chúng đem những lát táo này đến dòng nước chảy ngang qua chuồng, bỏ táo dưới nước và dùng mõm nhấn lên nhấn xuống rồi mới ăn. Ngay cả khi chúng rất đói thì chúng vẫn bỏ thời gian ra để rửa thức ăn. Chúng chẳng bao giờ làm như thế với táo sạch. Việc dầm mình trong bùn hoặc các chất ẩm ướt đều là để mục đích làm mát cơ thể ở loài lợn bởi chúng không có tuyến mồ hôi hoạt động. Điều này có nghĩa là cơ thể lợn có nguy cơ trở nên bị nóng quá mức và nước bùn thì bay hơi mờ hơn là nước thường. Một lớp bùn phủ lên bề mặt da lợn cũng giống như lớp kem chống nắng để giữ cho da lợn khỏi tác động của ánh nắng mặt trời, hay giống như kem thoa chống muỗi để tránh bị muỗi chích. Tức là lợn ngâm mình trong bùn để giữ cho da chúng sạch chứ không phải do ở bẩn. Đã có những lời đồn đoán cho rằng lợn đực có thể đạt cực khoái lên đến 30 phút. Thực tế đây mới chỉ là phỏng đoán bởi dựa trên phương pháp lấy nọc lợn đực cho thấy tình trạng xuất tinh của lợn kéo dài rất lâu. Một nghiên cứu hồi năm 2012 cho thấy thời gian xuất tinh trung bình của lợn là 6 phút. Tuy nhiên cũng có sự khác biệt đáng kể giữa các cá thể khác nhau. Một con lợn đực có thể xuất tinh liên tục đến 31 phút. Lợn có thể đạt cực khoái khi xuất tinh hay không chưa được các nhà khoa học làm rõ, nhưng trong những sách hướng dẫn về việc thụ tinh nhân tạo cho lợn cảnh báo rằng không nên ngừng đồ tầng ô trước khi lợn được xong việc, nếu không con lợn sẽ trở nên nổi điên. Ngoài ra, không như những gì chúng ta tưởng tượng, lợn là loài vật được coi là thông minh hơn cả loài chó. Nhìn chung, loài lợn thể hiện cho thấy khả năng lưu trữ trí nhớ dài hạn rất xuất sắc và chúng có kỹ năng giải quyết các vấn đề hóc búa như tìm lối ra khỏi mê cung và nhiều thử nghiệm khác có liên quan đến vị trí của các đối tượng. Lợn cũng có thể hiểu được một ngôn ngữ biểu tượng đơn giản và học được những biểu tượng kết hợp phức tạp đối với các hành động và đối tượng. Khả năng dùng gương để tìm thức ăn bị giấu. Một nghiên cứu khác từ các nhà khoa học Hà Lan lại cho thấy loài lợn cũng có những xúc cảm không kém gì loài chó hay mèo. Lợn con sơ sinh học cách chạy tới nơi có tiếng nói của mẹ chúng, và có thể nhận biết được tên riêng của mình khi chúng 2 tuần tuổi. Thậm chí lợn nái còn biết hát cho con nghe, khi chúng cho con bú. Sẽ là một điều sai lầm nếu ai đó nói bạn đổ mồ hôi như heo. Loài động vật này hầu như không có tuyến mồ hôi nào, và một trong những cách tốt nhất để chúng hạ thân nhiệt là đằm mình trong những vũng bùn. Dĩ nhiên lợn không thể bay được, nhưng chúng lại sở hữu một vũ khí lợi hại không kém, đó là tiếng thét. Một chú heo khi thét lên có thể đạt ngưỡng 115 decibel, cao hơn tới 3 decibel so với âm thanh của một máy bay siêu âm dân dụng. Khi không kêu thét, việc làm thường xuyên của loài lợn là nói chuyện với nhau. Các chú lợn thường xuyên giao tiếp với khoảng 20 tiếng kêu khác nhau đã được xác định, từ tiếng kêu tán tỉnh cho tới tiếng kêu báo hiệu tôi đói rồi. Dù được coi là kẻ ăn uống bừa bãi, lợn lại là loài động vật rất thông minh và có tính xã hội cao. Khi được giữ trong cùng một nhóm, chúng sẽ quấn quýt gần nhau và thích được ngủ mũi chạm mũi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, loài lợn cũng mơ giống như người. Cấu trúc gen của lợn rất tương đồng với người. Chính vì vậy, các nhà khoa học sử dụng tế bào gốc từ lợn để nghiên cứu cách chữa trị các loại bệnh của con người. Để theo dõi các tế bào sau khi đã được tiêm vào lợn này, những nhà di truyền học Trung Quốc đã cho lai lợn với loài sứa và kết quả là sản sinh ra lợn con có lưỡi và chân phát ánh sáng xanh huỳnh quang khi được tia UV chiếu vào. Bên cạnh là nguồn cung cấp thực phẩm chính cho con người, loài lợn còn là một biểu tượng cho sự sinh sản tại Trung Quốc. Chính vì vậy, bức tượng hình lợn thường được trưng bày một cách nổi bật trong phòng ngủ của các cặp vợ chồng Trung Quốc đang cố gắng để có con. Loài vật này thật đáng yêu và thú vị phải không nào? Hy vọng những thông tin trên hữu ích với các bạn, nhớ nhấn like và đăng ký để xem tập tiếp theo nhé.